Hôm nay tôi sẽ dẫn cho các bạn tìm hiểu về bài 12 của cuốn 301 câu đàm thoại có chủ đề là tôi muốn mua áo len. Bài 12, tôi muốn mua áo len. Ủa sáng mải máu y. Thứ nhất là mẫu câu này. Thiên lẳng lơ. Ủa sáng mải chiên máu y. Xin chi thiên chị chẩn mấy yạng. Xin chi thiên rấn thải tù. Ủa khăn khăn na chiên máu y. Chơ chiên máu y ủa khởi y sư sư ma. Chơ chiên máu y bú đà yếp bú xảo. Hảo chí lợ. Thiên lẳng lơ. Ủa sáng mải chiên máu y. Ủa yế yào mải tông xì. Ủa mân sớm mơ sớ hô chì. Xin chi thiên chì chẩn mấy yạng. Xin chi thiên rấn thải tù. Na mình thiên xào ủ chì bạc. Xéo chìa. Ủa khăn khăn na chiên máu y. Hảo. 我可以试试吗？您试一下吧，这件太短了。您试试那件，好，我再试一下。这件不大也不小，好极了，我就买这件。今天的工作很多，我累极了。那个电影不太好，我不想看。Chính nhỉ chia sao chia sao bảy chính bà. Từ mới này. Thiên. Có nghĩa là thiên. Thiên. Trời. Thiên. Cũng có nghĩa là ngày nhé. Nhưng mà nếu về ngày tháng ấy, thì không dùng từ thiên. Mà dùng hao. Thiên này thì là ngày, cũng như là một ngày hai ngày thôi. Y thiên lẻng thiên san thiên. Tiếp theo lẳng. Lẳng là lạnh. Hấn lẳng là rất lạnh. Tiếp theo từ số 3, xiang, muốn nghĩ nhớ. Wo xiang ni, tôi nhớ bạn. Wo xiang qu, tôi muốn đi. Tiếp theo chèn, đây là lượng từ của trước, cái ý chèn màu y một kéo len. Mỗi một đồ một từ đều có những lượng từ riêng khác nhau. Tiếp theo máu y, áo len. Chẩn bơ dạng là như thế nào hay là ra làm sao? Xéo chỉa từ nên thứ ba từ chỉa này đánh thứ ba và xéo chỉa cô gái. Bây giờ cô gái thì Trung Quốc nếu mà xưng hô lần đầu tiên mình gặp lại không dùng từ xéo chỉa, họ thường ví với gái, ví dụ như chào xéo chỉa đi tìm gái. Tiếp theo khởi ý có nghĩa là khả dĩ, có thể được, ví dụ như khởi ý chỉ có thể đi, có thể dùng, có thể dùng. Sự, sự là thử hay thi, có hai nghĩa. Sự xạ thử một chút đi, hay là khảo sự là đi thi. Của mình nhau chỉ khảo sự, chúng tôi phải đi thi. Tiếp theo ta, nghĩa là đại, lớn, ta, to, lớn. Xảo là nhỏ, bé nhỏ. Chí lợ, đây là vô cùng lắm. Tuy nhiên là lây chí lợ, mệt, vô cùng, quá mệt. Hảo chí lợ, đẹp, tuyệt vời. Tiếp theo toàn, từ số 13 toàn, có nghĩa là đoạn, toàn là ngắn, toàn là ngắn. Chạy là lại một lần nữa, chạy, ví dụ chạy xua nói lại, chạy chua là làm lại, chạy sửa ý xạ là thử lại. Ý lẹo đây là đồ uống thôi. Liên xí là luyện tập, liên xí là luyện tập, choan là mặc, choan xía hay là mặc giày, đeo giày, choan y phủ, mặc quần áo, y phủ là quần áo. Pay là cái ly, có nghĩa là bôi. Pay, y pay là một ly, lẻ pay là hai ly. Tráng có nghĩa là trường dài, hẳn tráng là rất dài. Sơn sứ là từ mới, sơn sứ là từ mới. Sảo là ít, có nghĩa là thiểu. Ngược với sảo là tua là nhiều, có nghĩa là đa. Thiểu số và đa số, thiểu. Phần đàm thoại này, thiên lẳng lơ. Ủa sáng mải chiếc áo y. Có nghĩa trời lạnh rồi, tôi muốn mua một chiếc áo len đấy. Ủa dễ yào mải tông xỉ. Ủa mất sớm mất sơ hâu chỉ. Tôi cũng mua một ít đồ khi nào chúng ta đi. Xin chi thiên chỉ chẩn mấy yạng. Chủ nhật đi được không? Xin chi thiên rấn thải tù. Chủ nhật quá là đông người. Na mình thiên xào chi bà. Na trong trường hợp này thế thì, cái thứ na là thế thì nhé. Na mình thiên xào chi bà. Thế thì chiều mai chúng ta đi nhé. Xéo chìa. Ủa khăn khăn na chen máu y. Cô gái
cho tôi xem cái áo len kia, cái từ khan khan này. Đây chỉ là một động từ đơn ân tiết lặp lại thôi, ý nghĩa vẫn chỉ là xem nhìn thôi. Ngoài ra còn có song ân tiết lặp lại, ví dụ như chia sạo, ý nghĩa của cái từ này cũng chỉ là giới thiệu thôi. Và ví dụ từ khan này chỉ là xem thôi, chẳng qua họ nhấn mạnh cái từ này lên, không mình chỉ dịch là xem thôi nhé, chẳng qua nhấn mạnh cái từ này lên. Hảo, tiếp theo là hảo, được. Ủa, khởi ý sư sư mà, tôi có thể thử được không? Đấy, lại cái từ sư sư cũng chỉ là động từ song ngôn tiết lặp lại. Sư sư là thử. Nín sư ý xa bà, ngài sư, ngài thử lại, thử một chút đi. Chưa chen thai toàn là, cái này ngắn quá. Nín sư sư na chen, ngài thử cái kia. Hảo, ủa zài sư ý xa, được, tôi sẽ thử lại. Chưa chen bú ta yếu bú xảo, cái này không to không nhỏ, mình dịch là cái này là vừa. Hảo chí lợi, ủa chưa mày chưa chen, tuyệt vời, tôi sẽ mua cái này. Jin tian de gong zuo hen duo, wo lei ji le. Jin tian de gong zuo có nghĩa là công việc của hôm nay ấy. Có những chữ tọa mình sẽ đem phần đằng sau chữ tọa lên mình dịch trước. Hẳn tua rất nhiều, wo lei ji le, tôi mệt chết đi được, hay là mệt quá, quá chỉ là mệt. Na ge dian yin bu tai hao, wo bu xiang kan, bộ phim kia không hay, tôi không muốn xem. Chính nhỉ, chia sạo 703. Bạn hãy giới thiệu một chút về Bắc Kinh đi. Cái từ chia sạo chỉ là song tiết lặp lại thôi, vẫn chỉ là giới thiệu thôi. Giới thiệu. Đi 12 课. Tôi muốn mua mẫu y. Y,句子. 69. Thiên lẩn lạ. 70. Tôi muốn mua kiện mẫu y. 71. 星期天去怎么样？72。星期天人太多。73。我看看那件毛衣。74。这件毛衣我可以试试吗？75。这件毛衣不大也不小。76。好极了。二，绘画。天冷了，我想买件毛衣。我也要买东西，我们什么时候去？星期天去怎么样？星期天人太多。那明天下午去吧。小姐，我看看那件毛衣。好。我可以试试吗？您试一下吧。这件太短了。您试试那件。好，我再试一下。这件不大也不小。好极了，我就买这件。四，生词。天冷，想见毛衣，怎么样？小姐，可以是。大小极了，短在饮料练习穿衣服背长。生词少。六，练习。四，听数。这是小张买的毛衣，他穿太小，我穿太大，你试试怎么样？不长也不短，好极了。
多少钱？不知道，不太贵。我去问问小张。现在小张不在，下午再去问吧。五，语音练习。一，读下列词语，第二声加第四声。邮票，愉快，同志，学院，十月，群众，程度，国际，文化，得到。二，常用音节练习。几个，寄信，收音机，着急，不用，拥挤，勇敢，游泳。天冷了，我想买件毛衣。我也要买东西，我们什么时候去？星期天去怎么样？星期天人太多。嗯，那明天下午去吧。好吧。您好。你好。小姐，我看看那件毛衣。好。我可以试试吗？您试一下吧。嗯，这件太短了。您试试那件。好，我再试一下。件不大也不小。嗯，好极了。嗯，我就买这件。嗯。